Rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Thời sự Đồng bằng Sông Hồng của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên. Chương trình hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau đây. Hà Nam đẩy nhanh tiến độ thi công các hạng mục chùa Tam Trúc phục vụ đại lễ Vesak. Trường Trung học Phổ thông Phạm Ngũ Lão, huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên ứng dụng hiệu quả công nghệ thông tin, nâng cao chất lượng giảng dạy. Hải Dương khuyến khích học sinh nghiên cứu khoa học. Nam Định phấn đấu giá trị sản xuất công nghiệp đạt 21.000 tỷ đồng. Sau đây là nội dung chương trình. Nhờ nguồn vốn chính sách, nhiều thanh niên ở khu vực nông thôn của tỉnh Hưng Yên có cơ hội khởi nghiệp, phát triển sản xuất kinh doanh ngay trên quê hương của mình. Nhằm hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, giải quyết việc làm, tăng thu nhập, góp phần phát triển kinh tế xã hội, Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh đã phối hợp với Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh triển khai chương trình tín dụng ưu đãi hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp giai đoạn 2018-2022. Hiện tổng số vốn ưu đãi ủy thác của Ngân hàng Chính sách Xã hội cho đoàn thanh niên lên tới trên 155 tỷ 600 triệu đồng, với gần 5.800 lượt khách hàng vay vốn. Đến nay, đa số các dự án được vay vốn của chương trình đều sử dụng đúng mục đích, phát huy được hiệu quả, tạo việc làm ổn định cho hàng nghìn lao động tại địa phương. Một số mô hình tiêu biểu như mô hình hợp tác xã nấm sạch Việt Tú của anh Nguyễn Văn Tú, xã Phú Thịnh, huyện Kim Động, mô hình làm mộc của anh Phạm Quang Hải, xã Hòa Phong, huyện Mỹ Hào. Xác định việc hỗ trợ hội viên phụ nữ phát triển kinh tế giảm nghèo bền vững là nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt. Thời gian qua, các cấp hội Liên hiệp Phụ nữ trên địa bàn tỉnh Hà Nam đã triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ hội viên phụ nữ phát triển kinh tế. Trong đó, chú trọng đẩy mạnh việc khai thác quản lý nguồn vốn từ các ngân hàng, các chương trình dự án, các nhóm phụ nữ tiết kiệm giúp hội viên vay vốn phát triển kinh tế, đồng thời tiến hành khảo sát, nắm bắt nhu cầu vay vốn, phổ biến các chính sách tín dụng cho vay tới hội viên. Chủ động phối hợp với Ngân hàng Chính sách Xã hội tập huấn cho đội ngũ cán bộ hội phụ trách hoạt động ủy thác và tổ trưởng các tổ tiết kiệm vay vốn những kiến thức kỹ năng cơ bản về quản lý tín dụng, hướng dẫn hội viên sử dụng vốn vay đúng mục đích, áp dụng kiến thức khoa học kỹ thuật vào sản xuất đạt hiệu quả cao. Đến nay, dư nợ của Ngân hàng Chính sách Xã hội là 663,711 tỷ đồng cho trên 21.870 hộ vay thuộc 621 tổ tiết kiệm và vay vốn. Vốn Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn là 529,603 tỷ đồng cho trên 3.720 người vay. Vốn Ngân hàng Đông Á 4,5 tỷ đồng cho 113 người vay. Qua kiểm tra đánh giá, các hộ vay vốn đều sử dụng đúng mục đích, phát huy được đồng vốn, không chỉ tạo điều kiện giải quyết việc làm cho hội viên phụ nữ mà còn làm cơ sở thu hút tập hợp chị em tham gia tổ chức hội, góp phần tích cực thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững và xây dựng nông thôn mới tại địa phương. Thưa quý vị và các bạn, hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp đã và đang trở thành chiến lược quan trọng trong phát triển kinh tế, tạo việc làm trong giai đoạn hiện nay. Thực hiện phong trào này, các cấp hội phụ nữ trong tỉnh Bắc Ninh đã triển khai nhiều giải pháp thiết thực hiệu quả, giúp hội viên phát triển kinh tế vươn lên làm giàu chính đáng, góp phần không nhỏ vào việc nâng cao chất lượng cuộc sống và phát huy vai trò vị thế của người phụ nữ trong gia đình, xã hội. Xác định vận động hỗ trợ hội viên phụ nữ sáng tạo khởi nghiệp, phát triển kinh tế là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong công tác hội. Thời gian qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh đã triển khai nhiều giải pháp thiết thực hiệu quả như tổ chức 438 lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật, hướng dẫn hoạt động kinh doanh cho cán bộ hội viên, giúp đỡ, hỗ trợ 168 phụ nữ khởi sự kinh doanh và khởi nghiệp trong năm 2018. Giải ngân hết 20 tỷ đồng của đề án 939 cho 39 phụ nữ khởi nghiệp vay phát triển kinh tế. Đặc biệt, cuộc thi ý tưởng phụ nữ khởi nghiệp do tỉnh hội phát động đã thu hút gần 500 ý tưởng, kế hoạch kinh doanh, đề nghị Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp hỗ trợ. Đây cũng là cơ sở để Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh xây dựng kế hoạch, đề ra những giải pháp sát thực hơn để tiếp tục đồng hành với hội viên trong phát triển kinh tế, hiện thực hóa ý tưởng khởi nghiệp. Hội Phụ nữ tỉnh đã chỉ đạo các cấp hội sẽ chủ động phối hợp với các tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh để tín chấp vay vốn cho chị em, giúp chị em có cái nguồn vốn để hỗ trợ chị em trong cái việc mở rộng sản xuất kinh doanh, tiếp tục phối hợp với các ngành chức năng để tổ chức các lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật tiên tiến trong sản xuất chăn nuôi cho chị em phụ nữ, sẽ phối hợp các ngành chức năng để triển khai hiệu quả cái đề án hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp mà giai đoạn 2017-2025 trên địa bàn tỉnh. Có thể nói, với những chính sách hỗ trợ kịp thời, hiệu quả của các cấp hội,
phong trào đồng hành cùng phụ nữ khởi nghiệp như luồng gió mới, khơi dậy tiềm năng sáng tạo, sự mạnh dạn tự tin trong các chị em. Mỗi người một ý tưởng, một cách khởi nghiệp phát triển kinh tế khác nhau, nhưng hơn cả là sự nỗ lực, cố gắng của các chị em sẵn sàng đóng góp công sức, quyết tâm làm giàu cho gia đình, làm giàu cho quê hương. Toàn tỉnh Hải Dương hiện có 187.000 m² nhà màng, nhà lưới đã được đầu tư mang lại hiệu quả sản xuất cao. Năm 2019 này, tỉnh tiếp tục phê duyệt đầu tư thêm 26.000 m² nhà màng, nhà lưới với mức đầu tư mỗi mét vuông nhà màng là 100.000 đồng và mỗi mét vuông nhà lưới là 50.000 đồng. Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đề nghị các địa phương trong quá trình xây dựng kế hoạch đầu tư nhà màng, nhà lưới cần chú trọng định hướng và hướng dẫn nông dân trồng cây trong nhà màng, nhà lưới đúng kỹ thuật, đặc biệt là chọn các loại cây trồng có hiệu quả kinh tế cao như dưa lưới, rau mầm và trồng hoa. Những năm gần đây, nhiều hộ dân ở xã Minh Hoàng, huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên phát triển mô hình nuôi thỏ cho hiệu quả kinh tế cao. Xã Minh Hoàng có gần 20 hộ nuôi thỏ tập trung chủ yếu ở thôn Ngọc Trúc. Nhiều gia đình nuôi với số lượng lớn từ 400 đến 600 con như hộ ông Nguyễn Văn Dũng, Nguyễn Văn Doãn, anh Bùi Văn Thương. Thỏ là con vật dễ nuôi, chi phí đầu tư chuồng trại thấp nhưng cho hiệu quả kinh tế cao. Thức ăn chủ yếu là các loại lá cây, củ quả có sẵn trong gia đình, đảm bảo sạch, ráo nước, tránh tình trạng thức ăn ẩm mốc làm thỏ bị tiêu chảy. Bình quân thỏ nuôi 3 tháng là có thể xuất bán, trọng lượng đạt khoảng 2,5 kg. Với giá bán hiện nay là 75.000 đồng 1 kg, trừ mọi chi phí mỗi con thỏ cho thu lãi khoảng 120.000 đồng. Năm 2019, các doanh nghiệp trong khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Nam Định phấn đấu giá trị sản xuất công nghiệp đạt 21.000 tỷ đồng, giá trị hàng hóa xuất khẩu đạt 740 triệu đô la Mỹ, tạo việc làm thêm cho khoảng 5.000 lao động. Với sự nỗ lực không ngừng của tỉnh cùng các cấp các ngành trong năm 2018, công tác thu hút đầu tư vào các khu công nghiệp đã có bước chuyển biến rõ nét với 9 dự án được cấp giấy chứng nhận đầu tư mới. Trong đó có 5 dự án FDI với số vốn đầu tư dự kiến là 92 triệu đô la Mỹ và hơn 76,95 tỷ đồng. 6 dự án được điều chỉnh tăng vốn thêm 17,9 triệu đô la Mỹ. Tổng số vốn đầu tư thu hút trong năm 2018 đạt 109,91 triệu đô la Mỹ và hơn 76,95 tỷ đồng. Các khu công nghiệp Hòa Xá, Bảo Minh đã được lấp đầy 100% diện tích. Khu công nghiệp Mỹ Trung đã khai thác khoảng 30% diện tích. Khu công nghiệp Dệt May Rạng Đông đã triển khai san lấp được 80 ha mặt bằng và đang triển khai thi công các tuyến đường trục N2, các cống thoát nước, hồ chứa nước, các tuyến đường điện trung áp giai đoạn 1, phần thô của khu nhà điều hành khu công nghiệp. Xin được chuyển sang những thông tin đáng chú ý khác. Bên cạnh việc chú trọng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ giáo viên, trường Trung học phổ thông Phạm Ngũ Lão, huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên tăng cường việc ứng dụng công nghệ thông tin trong kỹ thuật giảng dạy, giúp học sinh có những giờ học cảm hứng và sáng tạo hơn. Với 100% các lớp học đều có máy chiếu, đồng thời các thầy cô giáo tại trường đều trang bị đầy đủ máy tính cá nhân. Việc giảng dạy tại trường Trung học phổ thông Phạm Ngũ Lão luôn đặt tiêu chí ứng dụng công nghệ thông tin trong từng bài giảng lên hàng đầu. Bên cạnh việc sử dụng nhiều phần mềm hỗ trợ giảng dạy như trình chiếu, PowerPoint, bài giảng e-learning, khai thác thư viện bài giảng điện tử, các thầy cô trường Trung học phổ thông Phạm Ngũ Lão đã tích cực ứng dụng các kỹ thuật giảng dạy mới với tên gọi của thuật ngữ chuyên môn như kỹ thuật góc, kỹ thuật phân nhóm, kỹ thuật khăn phủ bàn, v.v. giúp những giờ học không còn căng thẳng, ngược lại còn giúp cho học sinh có thêm nhiều ý tưởng sáng tạo hơn trong từng tiết học. Thành tích học tập của học sinh trường Trung học phổ thông Phạm Ngũ Lão đã có nhiều điểm sáng với 99% học sinh đỗ tốt nghiệp. Năm học 2018-2019 có 5 học sinh đạt giải học sinh giỏi cấp tỉnh. Tại trường Trung học phổ thông chuyên Biên Hòa, tỉnh Hà Nam, thành đoàn Phủ Lý tổ chức ngày hội sáng tạo học sinh năm 2019. Với chủ đề sáng tạo vững bước tương lai, ngày hội đã thu hút gần 500 đoàn viên thanh niên đến từ các trường trung học phổ thông trên địa bàn tham dự. Tại đây, các em học sinh đến từ các trường trung học phổ thông đã trình bày những ý tưởng sáng tạo có thể phát triển thành các sản phẩm hữu ích, áp dụng có hiệu quả vào cuộc sống. Cùng đó, tổ chức giao lưu với các bạn học sinh đã đạt giải cao tại các kỳ thi sáng kiến khoa học kỹ thuật bậc trung học phổ thông. Ngày hội sáng tạo học sinh năm 2019 là sân chơi bổ ích với nhiều nội dung phong phú đa dạng hấp dẫn, thể hiện vai trò xung kích tình nguyện sáng tạo của đoàn viên thanh niên trong việc nâng cao kỹ năng sống và sức khỏe thể chất tinh thần.
Đây cũng là dịp để các tổ chức đoàn trên địa bàn thành phố được giao lưu học tập, chia sẻ, trao đổi những mô hình hay, cách làm sáng tạo hiệu quả và các hoạt động sôi nổi của tuổi trẻ. Từ đó tăng cường công tác thu hút, tập hợp đoàn viên thanh niên, góp phần xây dựng tổ chức đoàn ngày càng vững mạnh. Nhân dịp này, Ban Thường vụ Thành đoàn, Hội Liên hiệp Thanh niên thành phố đã tặng 12 suất quà cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn vượt khó học giỏi. Thưa quý vị và các bạn, những năm qua, phong trào nghiên cứu sáng tạo trong học sinh phổ thông được quan tâm đẩy mạnh và đạt được hiệu quả. Các cuộc thi như Sáng tạo Thanh thiếu niên nhi đồng, Khoa học kỹ thuật dành cho học sinh trung học đã trở thành sân chơi bổ ích, thiết thực và nhiều ý nghĩa cho học sinh, ghi nhận tại tỉnh Hải Dương. Cuộc thi Sáng tạo Thanh thiếu niên nhi đồng tỉnh do Liên hiệp các hội khoa học kỹ thuật tỉnh triển khai đến nay là năm thứ 13, đã thu nhận được gần 300 giải pháp ý tưởng tham gia cuộc thi cấp tỉnh. Gần 100 giải pháp tham gia cuộc thi toàn quốc và giành được 3 giải nhất, 4 giải ba và 13 giải khuyến khích. Việc tạo các sân chơi khoa học kỹ thuật dành cho lứa tuổi học sinh đang ngày càng có nhiều mô hình sản phẩm sáng tạo có tính khoa học cao, có thể nghiên cứu sâu để ứng dụng hiệu quả trong thực tế đã phần nào cho thấy chất lượng giáo dục và đào tạo, đặc biệt là về khoa học kỹ thuật của các trường phổ thông trên địa bàn tỉnh đang ngày càng được nâng cao. Các em học sinh ngày càng quan tâm hứng thú, có sự đam mê và ham tìm tòi khám phá các giá trị thực tiễn của kiến thức. Đặc biệt, việc các mô hình sản phẩm tham gia các cuộc thi của các em học sinh trong toàn tỉnh đang được đánh giá là có tính ứng dụng thực tiễn ngày càng cao, đã thể hiện bước tiến của phong trào nghiên cứu khoa học, thực hành kỹ thuật trong học sinh phổ thông. Để khuyến khích động viên các em trong độ tuổi thanh thiếu niên và nhi đồng đưa ra nhiều ý tưởng giải pháp tham gia cuộc thi, từ cuộc thi lần thứ 11 năm học 2016-2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương đã cho phép triển khai thu nhận chấm và trao giải cho các giải pháp ý tưởng tham gia cuộc thi cấp tỉnh. Và đặc biệt cuộc thi lần thứ 13, Ủy ban nhân dân tỉnh đã cho phép nâng mức tiền thưởng cho các giải pháp tham gia cuộc thi cấp tỉnh cụ thể như sau: 1 giải nhất trị giá 7 triệu đồng, 5 giải nhì mỗi giải trị giá là 5 triệu đồng, 10 giải ba mỗi giải trị giá 3 triệu đồng, 20 giải khuyến khích mỗi giải trị giá 1 triệu đồng. Bên cạnh đó, các giải pháp ý tưởng tham gia cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng toàn quốc sau khi đoạt giải về tỉnh Hải Dương, Ủy ban nhân dân tỉnh tặng bằng khen kèm theo tiền thưởng cho các tác giả, nhóm tác giả đoạt giải. Có thể thấy, phong trào nghiên cứu sáng tạo khoa học kỹ thuật và các cuộc thi khoa học kỹ thuật dành cho học sinh là sân chơi bổ ích thiết thực, giúp học sinh phát huy tiềm năng và tư duy sáng tạo, đồng thời tạo điều kiện để các em trau dồi kiến thức gắn với thực hành khoa học, do đó cần tiếp tục được đẩy mạnh trong các nhà trường. Với những biện pháp hợp lý, hiệu quả, những năm qua, trường tiểu học An Vĩ, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên đã huy động mọi nguồn lực thực hiện xã hội hóa giáo dục. Năm học 2018-2019, nhà vệ sinh trường tiểu học An Vĩ được nâng cấp sửa chữa với diện tích khoảng 40m², được bố trí hợp lý khu vệ sinh nam nữ riêng, có bồn, vòi, nước rửa tay, xà phòng. Không chỉ lợp mái che toàn bộ diện tích, nhà trường còn trồng cây xanh, hoa cảnh xung quanh, tạo môi trường thông thoáng. Tổng kinh phí đầu tư là 70 triệu đồng, hoàn toàn là nguồn huy động xã hội hóa. Ngày xưa, nhà vệ sinh thì trường em thì rất là bẩn, rất là bốc mùi. Thì bây giờ thì đã được nhà trường quyên góp tiền vào sửa chữa. Và hiện nay thì các bạn học sinh ở trong trường đã cảm thấy là nhà vệ sinh là một người bạn thân thiện đối với các bạn. Không còn sợ hãi khi đi vệ sinh ở trường nữa. Đây chỉ là một trong những công trình được đầu tư bởi nguồn xã hội hóa tại trường tiểu học An Vĩ. Tiêu biểu như vận động hơn 60 triệu đồng trang trí lớp học theo mô hình trường học mới, hàng chục triệu đồng và nhiều ngày công lao động để bê tông hóa sân trường, giải tỏa hành lang giao thông khu vực cổng trường, hàng trăm đầu sách xây dựng thư viện lớp học. Tất cả các công trình huy động xã hội hóa đều dựa trên nhu cầu học tập sinh hoạt của học sinh nên được sự đồng tình của người dân địa phương. Tùy thuộc vào điều kiện, các hộ gia đình ủng hộ 50.000 đồng đến vài triệu đồng. Đặc biệt, nhà trường còn huy động sự đóng góp của tập thể giáo viên nhà trường. Bản thân mỗi cán bộ giáo viên trong trường, chúng tôi cũng đã đóng góp ủng hộ nhà trường về vật chất và chúng tôi cũng là những người tiên phong ủng hộ đầu tiên mới đến học sinh và rồi vận động đến phụ huynh học sinh. Mặc dù vẫn còn nhiều khó khăn, nhưng sự ủng hộ chung sức, chung lòng của đông đảo người dân, phụ huynh học sinh là nguồn động viên tinh thần giúp thầy và trò trường tiểu học An Vĩ có điều kiện học tập tốt hơn, nâng cao chất lượng đào tạo. Trong những năm qua, huyện Mỹ Lộc, tỉnh Nam Định luôn thực hiện tốt các chương trình y tế quốc gia.
do đó công tác chăm sóc bảo vệ sức khỏe người dân có nhiều tiến bộ, trên địa bàn không có dịch bệnh phát sinh. Hiện nay 100% các thôn xóm tổ dân phố đều có cán bộ y tế. Hệ thống y tế trên địa bàn huyện Mỹ Lộc có bước phát triển đồng bộ cơ sở vật chất và nhân lực. Toàn huyện có 7 trên 11 xã thị trấn được công nhận đạt chuẩn quốc gia về y tế. Bệnh viện đa khoa huyện có 200 giường bệnh được trang bị nhiều thiết bị công nghệ cao, hiệu suất sử dụng giường bệnh tuyến huyện đạt 110%, tuyến xã đạt 100%. Chất lượng khám chữa bệnh được nâng lên. Hoạt động khám chữa bệnh cho người nghèo, đối tượng chính sách, trẻ em dưới 6 tuổi và người có bảo hiểm y tế được thực hiện nghiêm túc. Ý đức của đội ngũ thầy thuốc, tinh thần phục vụ và chăm sóc người bệnh có sự chuyển biến rõ rệt. Hoạt động y tế dự phòng và các biện pháp phòng chống dịch bệnh, ngộ độc thực phẩm được triển khai kịp thời. Các mục tiêu, chỉ tiêu của chương trình mục tiêu quốc gia đều đạt và vượt kế hoạch. Trên 98% trẻ em trong độ tuổi được tiêm phòng đầy đủ các loại vaccine, không có tai biến tử vong. Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng giảm còn dưới 10%. Tỷ lệ hộ dân được sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 99,4%. Công tác dân số kế hoạch hóa gia đình đi triển khai toàn diện, tỷ suất sinh giảm còn 0,2 phần nghìn. Tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt 89%. Thưa quý vị và các bạn, theo kế hoạch, Đại lễ Phật đản Vesak 2019 sẽ được diễn ra từ ngày 12 đến 14 tháng 5 năm 2019 tại khu du lịch Tam Trúc, thị trấn Ba Sao, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam. Tại thời điểm này, nhà thầu thi công khu du lịch Tam Trúc cùng các đơn vị có liên quan đang khẩn trương đẩy nhanh tiến độ thi công các hạng mục nằm trong khu du lịch để kịp phục vụ cho đại lễ diễn ra theo đúng kế hoạch. Công trình nhà Vesak nằm trong khu du lịch Tam Trúc này là một trong những hạng mục quan trọng đang được nhà thầu tích cực khẩn trương hoàn thành để phục vụ cho Đại lễ Vesak Liên Hợp Quốc 2019 sắp tới. Nhà Vesak được xây dựng trên diện tích hơn 6.000 m2 với 3 tầng mái nằm ven hồ Tam Trúc. Đây là địa điểm chính diễn ra Đại lễ Vesak 2019. Đến nay, tiến độ hoàn thành của công trình đã đạt khoảng trên 80%. Hiện các công nhân đang tích cực tăng ca làm việc để hoàn thành công trình theo kế hoạch đề ra. Theo dự kiến, đến ngày 15 tháng 4 dương lịch, công trình sẽ hoàn thành để bàn giao cho Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Phần hoàn thiện là hiện tại là về phần lập ngói thì đã gần như là đã xong. Chỉ còn phần là phần sơn bả và ốp lát. Hiện tại thì anh em trên công trường là hiện tại làm 2 ca. Ban ngày thì làm 8 tiếng và ban đêm thì làm đến 10 đến 11 giờ. Và có những nhóm thì làm qua cả đêm. Muốn là cũng là phấn đấu để phục vụ tốt cho cái đại lễ sắp diễn ra. Tại các hạng mục công trình đang trong giai đoạn hoàn thiện của khu du lịch Tam Trúc, không khí lao động tấp nập, hối hả, khẩn trương hơn. Nhà thầu đang tập trung cao độ, huy động phương tiện, máy móc, vật tư, nhân lực, đẩy nhanh tiến độ thi công các hạng mục, đảm bảo hoàn thành theo đúng thời gian và cam kết với tỉnh để chuẩn bị cho Đại lễ Vesak 2019. Hiện các hạng mục công trình cần phải hoàn thiện dứt điểm, bao gồm Chùa Ngọc, Điện Tam Thế, Điện Pháp Chủ, Điện Quan Âm, Cổng Tam Quan Nội, Cổng Tam Quan Ngoại, Trung tâm Hội nghị đón tiếp nghỉ dưỡng, cầu qua sông Ba Sao, toàn bộ hệ thống sân vườn, đường dạo. Đến thời điểm này, các hạng mục trên đã hoàn thiện được từ 80 đến 95%. Nhà thầu đang phải bố trí nhân lực, tăng cường 3 ca liên tục để hoàn thành các hạng mục công trình theo kế hoạch. Để đạt được theo kế hoạch đề ra để phục vụ đại lễ Vesak một cách tốt nhất thì là đơn vị đã phải là lên kế hoạch rất chi tiết cho từng đầu việc và bố trí các bộ phận phụ trách và phối hợp một cách nhịp nhàng và để đẩy nhanh tiến độ là đơn vị là phải triển khai tăng ca, phải làm cả 3 ca liên tục. Ngoài cái lực lượng cán bộ công nhân viên trước kia thì là đơn vị cũng đã tăng cường thêm các cái bộ phận khác để tăng cường để đẩy nhanh cái tiến độ để theo cái kế hoạch mà ban giám đốc doanh nghiệp đề ra. Cùng với đó, nhà thầu cũng đang tích cực chỉnh trang cảnh quan khu vực lòng hồ, trồng cây xanh khu vực quanh chùa và vườn kinh để đưa vào khai thác sử dụng. Quý vị và các bạn thân mến,